Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 4, bài số 1. 789, 791, chúng ta thấy nó tăng lên. Như là 789 rồi, 790. 791. Cái này là 948, tiếp theo là 940, 19. Chúng ta thấy mũi tay nhau, mũi tay có nghĩa là tăng dần. 49 là tới 50, 950. Này, cái này cũng vậy, mũi tay nó tăng lên. 887 rồi 888, 889. Này là 89 là 90, 809, 90. 600 đâu? 601. Này là 602. Chúng ta qua bài số 2, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, thích hợp vào chỗ chấm. 375, cái này là 437. Như vậy cái này hàng trăm là 3, cái này hàng trăm là 4. Như vậy là 3 bé hơn 4. Cái này chúng ta sẽ cộng lại, 600 ta cộng với lại là 84. Như vậy cái này cộng lại được là 684. Bên này cũng là 684, vậy là bằng nhau. Bài này là 700 bằng nhau. Hàng chục là 8, này hàng chục 4, 8 lớn hơn 4. Cái này là hàng trăm là 5, 5 bằng nhau, hàng chục là 4, cái này là hàng chục là 2. 4 lớn hơn 2. Cái này chúng ta sẽ cộng lại, chúng ta sẽ được là 364. Còn này là 346, như vậy là nhỏ hơn, bài này lớn hơn. Cái này chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ được là 438. Bài này cũng 438, như vậy là bằng nhau. Bài này này là 99 bằng nhau, chục là 5, này là chục 8, 5 bé hơn 8. Con này là hàng trăm là 6, con này hàng trăm là 9, 6 bé hơn 9. Cái này là hàng trăm là 88, hàng chục là 5, này hàng chục là 7, 5 bé hơn 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết phép nhân. Rồi viết phép nhân thì người ta họ chừa bên này, người ta họ yêu cầu là cái câu A là hai phép nhân, câu B cũng là hai phép nhân. Rồi bây giờ chúng ta phân tích cái này nè. Bây giờ chúng ta đếm này nè, đếm số con thỏ theo hàng ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Đếm theo hàng. Rồi cái này chúng ta sẽ đếm theo cột. Đây là 1 rồi đúng không? Cái này là 2, này là 3, này là 4. Rồi như vậy đây là con số cuối cùng là con số 5. À, ta lấy 5, ta nhân với lại là 4, là bằng là 20 con. Rồi ta đảo lại, ta lấy bên này trước, ta lấy dưới này trước. Rồi ta lấy là đây là con số 4, 4 ta nhân cho 5, cũng là bằng là 20. Chúng ta viết vào đây. Phép nhân đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy là 5 ta nhân cho 4 là bằng là 20. Rồi ta đảo lại, ta lấy 4 ta nhân cho 5 bằng là 20. Phép nhân gọi là phép nhân này có tính chất giao hoán. Ta hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. Hoán đổi vị trí nó có nghĩa là sao? Phép nhân ở trên là con số 5 đứng đầu tiên, nhưng mà xuống phép nhân này là đứng sau. Số 4 đứng sau, bây giờ nó đứng trước, nhưng mà cái tích nó không thay đổi. Chúng ta quay qua câu B. Rồi chúng ta cũng làm tương tự vậy, chúng ta đếm đây này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi ta đếm theo cột, đây là 1 rồi đúng không? 1 rồi, đây là 2, 3, 4, 5. Rồi như vậy chúng ta sẽ lấy con số này nè, con số 6 nè. Số 6. Ta nhân với con số 5. Rồi, 6 x 5 là bằng 30. Rồi ta đảo lại, ta lấy con số 5 này trước, ta nhân với là con số 6 này, nó cũng là bằng là 30. Rồi chúng ta qua này, chúng ta viết vào 6 ta nhân cho 5 bằng 30. Đảo lại ta lấy 5 ta nhân cho 6 là bằng là 30. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đặc tính là tính 642
ta cộng 140, 16. Hai cộng sáu là bằng là tám, bốn cộng bốn là bằng là tám, sáu cộng một là bằng là bảy. Bảy cộng một là bằng là tám, một cộng bảy là bằng là tám, bốn cộng bốn là bằng là tám. 879 ta trừ cho 456, 9 trừ 6 là bằng là 3, 7 là trừ cho 5 là bằng là 2, 8 trừ 4 là bằng là 4. 675 ta trừ cho 323, 5 ta trừ cho 3 là bằng là 2, 7 trừ 2 là bằng là 5, 6 trừ 3 là bằng là 3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết tiếp vào chỗ trắng, tìm x, biết x chia 5 là bằng 3. Như vậy đây là cái dấu chia đây gọi là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương ta nhân với lại số chia. Chúng ta nhớ là chúng ta phải thuộc cái đó nha, không thuộc là chúng ta không làm được. Như vậy chúng ta sẽ lấy là thương này, ta nhân với lại là số chia, như là 5, 3 nhân 5 là bằng 15. Chúng ta kiểm tra lại, ta lấy 15 ta chia cho 5 là bằng là 3. Bài dài này là dấu nhân đây là cái thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. À, 36 thì chia 4 là bằng là 9, 9 nhân 4 là bằng 36. Chúng ta qua bài số 6. Viết số tích hợp vào chỗ trống. Đồng hồ A chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút? Như vậy thì trong cái đồng hồ này chúng ta sẽ có là hai cây kim ngắn và cây kim dài, đây là ngắn và đây là dài. Cây kim dài chỉ phút, cây kim ngắn là chỉ giờ. Cái này là đang là 2 giờ, này là 30. 35 40 2 giờ 41 phút. Nào. Khi nào mà cái kim nó trúng đúng số 3 thì nó là 3 giờ. Còn nếu ở đây là chúng ta vẫn còn là 2 giờ. Có một cái cách khác nữa thì đây là chúng ta sẽ có là 3 giờ kém này. Có một cách nói nữa là 3 giờ kém. Giờ kém hay còn gọi là giờ thiếu á. Thiếu bao nhiêu đây? Thiếu thì chúng ta đếm ngược lại. Và đây là 5, 10, 15, 20. Như vậy 3 giờ kém 20 phút. Đó là cách nói thứ hai. À, hai cách thể hiện. À. Như vậy có nghĩa là còn là 20 phút nữa là được 3 giờ. À, 3 giờ kém hay là 3 giờ thiếu 20 phút. Câu B, đồng hồ B chỉ bao nhiêu? Đây là 10 giờ 10 phút. Cái kim này là nó chỉ gần số 10. À, còn này là đây là 5, 10. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Nói các điểm để được đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. 3 đoạn thẳng đúng không? Đây xuống đây, xuống đây, xuống đây, đây đây. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Gồm 4 đoạn, xuống này, lên này, xuống này, lên này. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Chúng ta qua trang tiếp theo. Năm đoạn thẳng. Rồi. Đây lên đây, 1 2 3 4 5. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây là thứ sáu luôn. Một, hai, ba, bốn, 5 6. Ồ, cái này là 6 hả? 1 1 2 3 4 5 6. À.
1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Giải toán câu 3. Mỗi ngày mẹ làm việc có 5 giờ. Hỏi 6 ngày mẹ làm việc là mất bao nhiêu giờ? Vậy là mỗi ngày là 5 giờ mà 6 ngày ta lấy 5 ta nhân 6 được. Số giờ 6 ngày mẹ làm việc hết là mất là số giờ 6 ngày mẹ làm việc mất là ta lấy 5 ta nhân cho 6 là bằng là 30 giờ. Đáp số. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài B. Cô giáo có 10 quyển vở chia đều cho hai bạn, hỏi mỗi bạn nhận được là mấy quyển vở? 10 quyển mà chia đều cho hai bạn, ta lấy 10 ta chia cho 2. Số quyển vở mỗi bạn nhận được là số này thêm chữ số vào này, số quyển vở mỗi bạn nhận được thêm chữ là vào. Số quyển vở mỗi bạn nhận được là ta lấy 10 ta chia cho 2 là bằng là 5 quyển vở. Đáp số. Năm quyển vở. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 9. 5 x 2 là bằng 10. 2 x 6 là bằng 12. 2 x 8 là bằng là 16. 2 x 9 là bằng là 18. 18 mà ta cộng với 6 là bằng 24. 2 x 7 là bằng là 14. 14 ta trừ 8 là bằng là 6. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.